FTA với khối Liên minh Kinh tế Á-Âu hứa hẹn đem lại nhiều cơ hội to lớn cho xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường khá nhiều tiềm năng này. Nhưng trên thực tế, sẽ có rất nhiều rào cản phi thương mại làm cản trở đáng kể đến sự tiếp cận của hàng hóa Việt Nam. Với doanh nghiệp này, điều mà họ lo ngại nhất chính là rào cản trong phương thức thanh toán cũng như thủ tục hải quan. Gần đây tôi gặp một số vấn đề rất nhiều về thanh toán. Ví dụ như bên công ty Mai Hồ Gươm gặp được một số khách hàng bên Nga thì các bên khách hàng thì đều không thể thanh toán được bằng HELC mà các khách hàng đều phải thanh toán bằng TT trả trước. Vì như thế khi mà thì may mặc như thế sẽ rất rủi ro. Rào cản tiếp cận thị trường đầu tiên phải kể đến là việc định giá hải quan, thủ tục thông quan, chứng nhận và các tiêu chuẩn kỹ thuật. Một số doanh nghiệp có kinh nghiệm nhiều năm xuất khẩu vào thị trường Nga cho rằng nếu nhà nước không tính đến vấn đề trao đổi nhau về mặt tiền tệ giữa đồng rúp và Việt Nam đồng thì việc bán buôn vào thị trường này cũng sẽ không đạt được kết quả như mong đợi. Các doanh nghiệp tôi nghĩ rằng nên nhìn vào cụ thể cái mặt hàng của mình. Cái mặt hàng của mình có nằm trong cái diện cắt giảm nào hay không? Từ thấy rằng cái hàng hóa của mình có thể được lợi thế mặt thuế quan thì hãy xem rằng cái điều kiện xuất xứ mình có thể đáp ứng được hay không. Liên minh Kinh tế Á-Âu, đặc biệt là Nga là thị trường rộng lớn. Dù đã gia nhập WTO nhưng mức thuế nhập khẩu vào Nga vẫn còn rất cao. Do đó, hiệp định được ký kết sẽ góp phần khai thông hàng rào thuế quan với lợi ích tối đa cho cả hai bên. Trên thực tế, một cái hiệp định thương mại tự do nó không thể là một cái đũa thần mà giải quyết được tất cả mọi việc. Chúng tôi thì coi đây là một cái công cụ tốt, một cái cú hích rất là quan trọng để mà đẩy mạnh cái hợp tác về kinh tế thương mại giữa các đối tác với nhau. Mốc thời điểm ngày 5 tháng 10 đang đến gần, các doanh nghiệp cho rằng ngoài cơ chế hưởng thuế suất ưu đãi từ hiệp định FTA, hai bên cần phải tạo ra cơ chế thông thoáng về thủ tục tài chính. Có như vậy, hàng hóa xuất khẩu mới tăng trưởng, sự phát triển của thị trường mới nhanh và thông thoáng. Kim ngạch xuất khẩu sẽ tăng gấp 3 lần, còn nếu chỉ có lợi về mặt thuế sẽ chưa giải quyết được hết tất cả vấn đề.